Xin chào anh em nhé. Hôm nay sẽ dẫn anh em đi lắp một cái mạng LAN mà sử dụng cái bộ chuyển đổi tín hiệu quang. Ở đây lắp ở trong cái công ty cho nên là mình phải sử dụng đến cái LAN quang. Bởi vì nếu mà LAN thường thì không thể kéo được xa. Ở đây lắp LAN quang để mục đích là để lắp camera nhé anh em nhé. Đây công ty. Đây là một cái bộ chuyển đổi tín hiệu quang này. Đấy. Ở đây cái bộ này thì tôi hay bán cho anh em là 420.000 nhá. Đấy, nó có A và B. Cái này thì nó kéo được 25 km. Tuy nhiên thì chả có ai mà đi kéo 25 km cả. Thường kéo khoảng độ 1 đến 2 cây là được. Vâng chị ạ. Vào lắp cho anh Thảo ạ. Lắp cái gì đấy? Lắp camera. À. Vâng. Ở đây có sao mà lắp thêm à? Vâng. Ở đây lắp trong xưởng. Hả? Lắp ở trong trong chuồng á? Vâng. À. Vâng. Đây anh em nhá, lắp hai cái con iMount loại như này. Đấy. Đây cáp đây. Quyền mang wifi rồi. Quyền mang wifi phụ anh em nhé. Nhưng mà không sao. Tôi có mang một con loại wifi cũ như này. Tenda TP-Link. TP-Link này thì là hàng thu hồi. Hàng thu hồi ngày trước của Viettel ấy. Tuy nhiên bây giờ là không sử dụng nữa. Thì bây giờ phải mang đi lắp. Alo. Ờ, cắt ra 70 mét xong tí cầm cả cái dây LAN đây đi nhá. Ờ, thì em cứ cầm cả cái cuộn đấy đi. Xong mang xuống dây kia cắt cho nó. Cắt cho 70 mét xong mang lên trên trang trại này cho anh. Ừ. Cái đợt trước thì cái con TP-Link loại này thì không thu hồi nữa. Thì có một số nhà khách hàng sử dụng ấy. Sử dụng công nghệ cũ ấy, để chuyển đổi lên cái công nghệ mới. Nên mấy con này thu về nếu tích phạt ở trên hệ thống Viettel là hơn 50.000. 50.000 cái con này. 7 mấy nghìn ấy. Đây anh em, tí nữa chuẩn bị đi lắp thôi nhá. Đây anh em này, vừa mới thay được bộ quần áo. Hoàn không? Ừ. Tốt ơi, cái ốc cá đâu nhở? Cái ốc cá lúc nãy để đâu nhở? Ốc cá ấy. Ốc cá mà. Cầm nó nhở? À, tí nữa quấn ở dưới này cũng được, tốt ạ. Một bậc quân vương. Thấy chưa? Được rồi anh. Có con cá không? À. Mấy con đây rồi.
này mật mã là bao nhiêu nhỉ? Thế nào anh? Mật khẩu wifi không? Farm Yên Thủy anh ạ. Chữ chữ F viết thôi. Chữ F đầu viết thôi. Cắm điện rồi anh nhỉ? Vâng, ok rồi. Bắt được tí wifi anh nhỉ? Hút được tí. Quay được là được. Được rồi. Tải ứng dụng kia vào... Ứng dụng iMao anh ạ. Hả? Anh vào App Store. Anh App Store anh đang vấn đề là gì mà tính nhưng không trả được. Tự nhiên app thì tao không tải được anh. Ừ. Toàn lỗi. Xem phát 2B được không? Dạ. Xem phát 2B được không? Được anh. Được bình thường. Xem okay. Anh vâng, đây, tí anh em mình ra đây cài. Mở lên chưa? Mở cái... À đây. À đây. Ô, quyền đậy nắp anh nhỉ? Vừa lâu ra nó có để đây rồi. Cái này tôi viết của anh đúng không? Đây, cái đầu của anh đây này. Cầm đi lúc nào vang vào cầm đưa lại đây. Đầu đấy em, ít hay dùng lắm. Bật quân vương mang trong tim mình hào đất nước. Sắp nghỉ đây chị. Cơ
Còn đâu? Ok, tí nữa ra ngoài này. Đây là thầy sĩ wifi. Đây nha, đây là kéo cái cục quang lan quang lên đây. Dùng một con wifi 4 rồi. Với lại hai cái cam. Một cái cam ở trong này nữa. Đâu anh? Đây, chẳng chạy gà anh em nhá. Đấy. Đây một cái cam ở đây nữa. Là kéo lan quang. Ui, đỉnh là nó mổ. Con gà này nó cũng mổ anh. Chơi được đó nhỉ. Thế thì em phát một điện thoại em. Hay là nó bị không iPhone thì thi thoảng ai bị ấy như vậy. Đây anh nhận xem. Mọi người khỏe nhỉ. Đây nào. Cây của em. Mật khẩu. Phần mật khẩu của anh ấy. Hay là quên mất rồi. Quên mất ai cứ lau đi vỡ mồm ấy. Quên là lại đổi được mà. Chuyên gia dọn đồ phục vụ. Chân chạy. Chạy nhanh phết đấy. Nó định chạy solo với em đấy. Tôn này, gấu lắm. Thế là được hay sao? Nhưng mà con này không làm hai màn hình của nó được à? Xem có chứ anh, có chứ. Đây này, anh cộng một đôi cho. Cộng vào, để xem cả à. Trường 2, trường 3 đây. Từ đâu nhỉ? Đây. Đấy, xem là từ 2 đến 3 luôn. Đấy. Anh thích cộng cái nào là được. Con này đang nâng cấp. Con này mới 4 cổng đúng không? Đâu anh, cái này dùng phần mềm khác, tí nữa phải gán vào của ấy. Anh hả? Cái này ném à? Cái nào nhỉ? Đây. Không, ném gì? Tải lâu phết rồi. Vâng. Đây tí ăn cơm luôn. Được rồi, nhận tí phải vòng xuống dưới này báo giá cái cam cho khách. Alo. Chắc đợi còn tầm 5 phút nữa. Vừa này nhiều thuốc nào? Đang bảo nó sang hoa luôn. À lúc nãy cái kia Diệp kia em cho ấy phải chưa? Yeah. Cái chú Diệp kia. Chú Diệp Quang nối ấy. Chưa. Địt mẹ hỏng rồi. Chấp nhận đó. Vâng. Ôi, cái đấy không cho là gì đấy. Cái Diệp Quang lúc nãy em có cho cái kia vào không? Không. Hả? Không. Đi mẹ. Ai đi? Anh đăng ký đi. Anh bấm đăng ký đi. Đăng ký bên dưới đây. Đây. Thì phần đưa hai đồng chí lên phòng lãng. Tiếp theo đó. Vâng. Xong anh nhập số điện thoại của anh vào. Anh muốn đặt mật khẩu như nào? Anh đọc cho em số điện thoại đi. 03 được. 404. Đấy, 85. Đây, em phải lưu, em vừa mới đổi máy. Mà khẩu nào cũng được. Vâng. À, cứ mang ra ngoài đi. Đấy, mật khẩu bên dưới cũng thế anh. Cũng giống như cái đấy.
Anh bấm tiếp theo. Nó gửi mã OTP và anh nhập vào là xong. Đăng ký à? À. Ấy, từ từ anh bấm. Anh bấm OK đây. Sau đó tiếp theo. Hoặc anh bỏ qua đi. Nhảy. OK, cho em chia sẻ xem. Đấy, anh thấy đấy chưa? Một cái farm 2, một cái farm 1. Thế cái kia tí nữa phải lại rồi. Cái nào anh? Sợ kia mưa, vâng. Mưa đâu vào. Đúng rồi. OK. Đấy, được hai cái rồi đây. Làm cái này... Anh bấm đã hiểu đi. Đừng hỏi đã hiểu. Để nó không ấy. Một bậc quân vương mang trong tim mình hai đất nước. Tốt rồi, bình tĩnh. Cho cái này vào đã. Cái dịp em đã ấy vào chưa? Đây, thả dây xuống đi. Quên bảo. Tí nó lên chưa cơm nước xong rồi đi đâu đi. Được rồi nhá, các anh cười đi. Có cái lúc nãy rơi đâu đây. Đây đây đây. Quan trọng nhất lại đá thì như này này ạ. Hạ một tí đi. Rồi Vanka ai biết rồi chứ. Không, chắc là nó không để ý, không thấy. Rút cẩn thận nhá. Sáng nay lại ăn ngon đấy. Đây này này. Nó cấu trong fan. Lúc bám vào cái rìa mép của nó ấy. Vâng. Em thả xuống là được mà. Thả ngay đây là chắc là được mà. Thả đi. Đấy đấy. Rồi. Vứt xuống đi.